Cực thi mỹ. Không nha. Nó chỉ cười, nó cái mặt cười nó chỉ cười. Thôi à? Không, đúng rồi. Mặt xấu hổ. Cười xấu hổ. Ừ, đây là mặt xấu hổ. Cười đúng rồi, cười xấu hổ. Nó có cười mà kêu người ta cười. Thôi mà đúng rồi, làm khó hoài. Bà vẽ nguyên bức tranh luôn á. Dạ, bức tranh đúng rồi đó. Trời. Ủa còn vẽ luôn hả? Xong rồi. Cái gì trời? Lại lần nữa nha. Nữ thần tình yêu hả? Cupid à? Cupid. Dễ như vậy cái xương rồng vậy đó. Ngoẹt suốt cái ngoẹt vậy. Nhưng mà không phải cái xương rồng. Biểu tượng tình yêu. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Bông hồng. 1 Ê này, nhưng mà từ có một sự an gian nhẹ ở đây. Cái lúc mà đầu mà bà này bà cầm á. Đâu xem nào cái gì đấy. Trời ơi, cái này làm sao mà tưởng tượng được cái bông hồng. Thì đó, bây giờ vẽ kiểu gì. Biên tập vẽ quá xấu. Vậy thôi cho qua đi. Đoán không được nữa là chửi á. Rất là đơn giản. Cái này đơn giản dữ lắm. Nghe là biết đơn giản thế nào kìa mọi người. Rồi, vậy thôi dễ hiểu hơn. Một là cái mũi tên hay là cái nhà. Không được gợi ý nha. Cái nhà đi, mình đoán cái nhà đi. Cái nhà. Đúng rồi, chứ không lẽ tình yêu nào cái mũi tên. Này ông còn chơi thêm cái ông khói làm khó. Ngu gì vậy ông khói. Em nghĩ là chị nên vẽ hai cái đó thôi. Gì mà búa xua luôn á. 10 9 8 7 6 Nó nhỏ thôi để cho mọi người ta. Thua cái này mình thua cái này đón được. Bên này gợi ý rồi nè. Bên này gợi ý thôi. Hai trái tim. Nhưng ông mới nói gì. Mà cái này gọi là gì? Thì cái này gọi là hai trái tim bị xuyên thôi. Một mình chị chịu phạt thì em thấy nhục lắm. Thôi em chịu chung với chị. Không, chịu Henry với bà. Xin giới thiệu chương trình Giải Mã Tình Yêu. Ê, tôi nhận ra có một cái gì đó là lạ. Là hôm nay có một cặp miền Bắc và một cặp miền Nam. Đi tìm nhà gái từ miền Bắc về tìm nhà gái từ miền Nam. 3, 2, 1 Dạ, dạ. Mọi người có nhận ra cái này cái gì không? Được rồi, cái năng lượng mình chưa không thấy thôi. Lậu tóc thì bù cho tôi. Đồ thì đen xì lì. Làm sao thấy được tình yêu. Tình yêu là gì? Là trong phán. Đâu, nhưng này là phản diện của tình yêu. Một trong bốn chàng trai trong hình sẽ là nam thần của tập ngày hôm nay. Các bạn hãy ngắm nhìn thật kỹ để thực hiện thử thách tiếp theo. Đây này là một cái anh cầu thủ bóng đá mọi người. Còn đây là một anh ca sĩ mọi người. Hình như anh này rất là giàu. Chắc chắn rồi. Nhìn cái đồng hồ là biết à. Nhưng mà đang bảo là không biết tên là gì. Em mặc clip. Người ta nói là tình yêu mà có cái bụng là tình yêu thăng hoa. Nhìn về đầu bếp nha mọi người. Ôi đầu bếp. Anh này là mình yêu nè. Anh tình yêu là bắt đầu từ dạ dày này. Anh này nắm phần thắng nhiều. Tôi nghĩ rằng cái anh hôm nay chính là anh này. Tôi cũng nghĩ vậy, hoặc là anh này. Tôi nghĩ là anh này. Đây chính là anh chàng mình sẽ gặp mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Từ, anh ấy có là anh này hay anh này thì chị cũng chính là cô dâu. Chị cũng chính là cô dâu. Có phải em nha.
Kính thưa quý vị, vào khoảnh khắc đặc biệt ngày hôm nay, trong buổi tối cực kỳ đặc biệt, tôi chính thức được tuyên bố lễ đính hôn giữa cô dâu Trang Môn và chú rể chưa biết. Hey! Trên bàn có cái gì kìa? Cái gì? Cô dâu đọc đi. Sao lắm hoa này không biết? Đúng ngày cưới của khác. Đây em xin phép đọc. Các cô gái lần lượt bịt mắt mình bằng đồ bịt mắt trên bàn. Từng cô gái sẽ tiến tới và sờ vào bất kỳ vị trí nào trên người chàng trai trong 10 giây nào. Sau đó đoán tên chàng trai mình đang tiếp xúc là ai. Tôi chẳng nghe một cái gì cả, các bạn im đi. Mọi người bình tĩnh nhá, để nghe kỹ nè. Thế hả thầy, có thể ăn bột chờ. Tôi chờ đứng nhớ rồi. Ôi, nó thật dài. Cái gì dài? Đi ra sờ đi. Em vẫn cầm cái cây từ đấy rồi, ở đâu rồi? Bà Năm chị bớt kiểm soát năng lượng lại chứ, over quá nè. Tôi bắt được cái chân nó rồi. Ôi, ghê. Ê, tới đó được rồi, đừng đi nữa. Tới đấy được rồi. Bà đi lo hết ra rồi sao? Lâu vậy. Ê, từ từ. À, có một anh thôi nha. Từ từ. Với chiều cao này à? Để yên em nhớ rồi. Đứa nào ngồi ai gần tôi? Ôi, sao nhắc thôi? Ai vậy? Ôi, sao bây giờ tôi lại bắt một cái chân mang giày thể thao nhỉ? Bà ơi, sao nhắc thôi? Sao kìa, năm em là ai đây? Năm em, tên được năm. Đây, đi đây, đi đây. Ở công phụ chỉ, để tôi. Sờ đi, mò sờ, à quên nhầm, ra sờ đi. Ôi, người đâu? Ủa? Ôi, nhầm người. Nhầm người á? Ai vào bồ cho nha. Ai đây, ai đây? Ai đây? Ai đây? Đây là đâu? Tôi là ai? Cái gì? Cái tay ngắm tôi đây. Đây. Chắc nè, chỗ này rất là chắc nè. Ôi, anh này có tập sport. Bắp tay rất là cơ bắp giống vận động viên. Ê này, nhưng mà từ từ đã. Ly ơi, Ly, chị hết sờ rồi nha. Chồng anh, à nhầm. Có hai người, một là Henry, hai là Philip Nguyễn. Henry đứng đây, Philip Nguyễn đứng đây. Tại vì cái bạn này nhỏ nhỏ cho ai chắc là chỉ có Henry thôi, còn anh này rất chững chạc là Philip Nguyễn. Em thì em đoán là Hoàng Long á. Một người, một người. Em nghĩ là hai người, tại vì một người em sờ thì em thấy rất là dẫm, giống như kiểu cầu thủ bóng đá. Dẫm, dẫm là cái gì? Dẫm, 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 cơ bắp từng cuộn á. Thì là chắc là cầu thủ bóng đá. Tức là Linh, còn một người nữa là có giày da thì chắc là doanh nhân. Trời ơi, mùa đâu dữ dường gì. Hơi tinh thần xe ngã lấy suy nghĩ rồi. À thì tinh thần xe ngã chỉ rời được một cái chân. Và đụng chút được một đôi giày da hết. Nếu mày mang giày da chắc một là ca sĩ còn hai là doanh nhân. Anh ca sĩ là Henry còn anh doanh nhân là Philip Nguyễn. Bây giờ không biết ai. Dạ. Phải chọn một trong hai thì chọn cả hai. Chọn cả hai. Dạ. Rồi bây giờ mình, nếu mà mình đụng một cô gái nào thì mình mời cô gái đó qua bên đây mà mở mắt ra ha. Nguyễn Dũng không phải là mình. Đúng chồng chưa? Đúng chồng ông Trang. Em không biết. Lại một tiếng hơi thở xà vào lưng. Uống chim. Chị em mình đoán sai hết rồi. Ừ, đã sai hết rồi. Xin kính chào bốn quý cô xinh đẹp ở đây. Xin tự giới thiệu, mình tên là Henry Nguyễn. Henry hiện tại là diễn viên tự do.
Henry sinh ra ở Việt Nam và sang Mỹ định cư lúc Henry 10 tuổi và Henry vừa về Việt Nam được 2 năm. Thể lệ của cuộc chơi hồi nãy là nếu mà ai đoán đúng thì sẽ được thưởng, còn ai đoán sai sẽ bị phạt, đó là ngậm miếng chanh 20 giây. Và nhai nha, chứ không phải ngậm không nha. Có muối không anh? Tôi biết ai rồi đó, nhưng mà tôi không nói ra rồi. Thì cái người nào đoán trúng thì Henry sẽ phải vừa ẩm người đó và vừa hát một câu. Cho nên là chắc là phải chọn Nam Anh rồi. Tại vì đâu ẩm Nam Em được đâu, Nam Em mặc váy mà. Mà bây giờ không biết hát bài gì nè. Có yêu cầu bài gì không? Đứng hình nè, đứng hình. Không cảm xúc. Dạ. Không cảm xúc, dạ. Nặng hay nhẹ đây mà mình biết chứ. Nặng hay nhẹ. Không nói nhiều. Thử biết. Ok, 1, 2, 3, bắt đầu. Anh đừng ngồng thế, anh hát đi. Bắt nhịp nha. Vì sao anh nhớ em thế này? Nặng quá. Thương nhớ đông đầy trong lòng mặt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em sao mà nặng quá, sao mà nặng quá. Sốt. Sốt đi. Gì nữa kìa. Sực đến đâu rồi. Thì nhớ. Sao ổn không? Cảm xúc ổn không? Cảm xúc ok không? Bạn cảm thấy thế nào? Cứng đơ. Cảm xúc của tôi cứng đơ. Thiên thần cha ngã không thích điều này. Ok, hoàn thành mà Nam Em nha. Yeah, thank you. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì. Tỏ tình ta mến nhau. Ủa, xong ca mà. Nhiều đêm ngắm hát nên thấy anh như con lăng quăng. Có rất là thấy ghê đó. Cảm ơn nhiều. Xong phần thưởng là bây giờ sẽ tới phần phạt nha. Hai bạn đoán sai sẽ phải ăn một miếng chanh trong vòng 20 giây. Chanh organic cho nên là cứ yên tâm, sạch sẽ. Ngọt thì có người hưởng rồi, bây giờ đến chua thì tôi rất là thích chanh. Cho một miếng cho tỉnh. Tôi cũng muốn làm một miếng chứ tôi thấy căng. Ủa sao nãy mình thôi lấy chanh mình hưởng là ok rồi. Theo người đỡ mệt rồi. Ủa cái này thưởng hay là phạt vậy? Sao mà thấy enjoy dữ vậy trời? Đúng rồi anh ạ. Không, hồi nãy mình dặn là ngậm xong rồi nhả ra nuốt luôn rồi. Ôi anh hết rồi anh. Trời ơi, nuốt luôn rồi hả? Thì ngon quá, anh hết rồi. Henry xin cảm ơn các bạn đã có một cái phần trò chơi rất là vui để mà chúng ta có thể giao lưu và tìm hiểu nhau. Henry rất là hân hạnh được gặp các bạn hôm nay. Thì Henry xin mời các bạn sẽ di chuyển đến một cái địa điểm mà chúng ta sẽ có một buổi tối với nhau nhé, để chúng ta có thể trò chuyện và nói về những chủ đề của ngày hôm nay. Từ lúc đầu á, em đoán cái bức hình này đấy, em nghĩ anh là ca sĩ, không nghĩ là anh là diễn viên. Thì cái này là ngày xưa khi mà Henry mới về Việt Nam á, thì Henry có tham gia chương trình solo cùng Bolero. Lúc đó Henry mới về Việt Nam khoảng được một tháng. Thì mọi người hay thấy Henry ở trên mấy cái game show hát, cho nên là mọi người nhầm lẫn Henry là ca sĩ. Nhưng mà thật sự là Henry làm về diễn viên nhiều hơn. Diễn viên hài hay là diễn viên gì ạ? Diễn viên phim. Tại em thì anh cười nhiều. Anh thì anh vui tính thôi, nhưng mà khi mà anh lên phim thì anh lại không hài được. Tại cái mặt của anh lên phim nó nghiêm túc hơn tí. Hồi năm anh hồi nãy mà lúc mà Henry bế Nam Anh lên á, cảm giác của Nam Anh như thế nào? Lại là một câu hỏi khó. Gãy không? Đã trả lời là cứng đơ rồi, không chịu. Thưa quý vị và các bạn, đây là anh Henry, nam thần của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta đã chuẩn bị khám phá anh ấy nha. Không, mình khám phá tình yêu, giải mã tình yêu chứ không phải khám phá tôi. Chào mừng các bạn đến với trò chơi Tâm Đầu Ý Hợp. Chàng trai sẽ quay lưng lại để cô gái vẽ thông điệp lên lưng, và chàng trai bắt buộc phải đoán xem đó là thông điệp gì. Nếu chàng trai không đoán được,
cả hai phải để bong bóng trước mặt và đập vỡ nó. Cứ thi mỹ. Không nha. Nó chỉ cười, nó cái mặt cười nó chỉ cười. Nó chỉ cười à? Đúng rồi. Đúng rồi. May mà. Đúng rồi. Mặt xấu đây hổ. Là cười xấu hổ. Ừ, đây là mặt xấu hổ. Cười đúng rồi, kìa. Cười xấu hổ. Nó có cười mà kêu người ta cười. Thôi mà đúng rồi, làm khó hoài. Bà vẽ nguyên bức tranh luôn á. Dạ, bức tranh đúng rồi đó. Trời. Ủa còn vẽ luôn hả? Xong rồi. Cái gì trời. Lại lần nữa nha. Lại lần nữa nè. Nữ thần tình yêu hả? Cupid à? Cupid. Dễ như vậy cái xương rồng vậy đó. Ngoẹt suốt cái ngoẹt vậy. Nhưng mà không phải cái xương rồng. Biểu tượng tình yêu. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Bông hồng. 1 Ê này, nhưng mà từ từ, có một sự an gian nhẹ ở đây. Cái lúc mà đầu mà bà này bà cầm á. Đâu xem nào, đâu xem nào cái gì đấy. Trời ơi, cái này làm sao mà tưởng tượng được cái bông hồng. Thì đó, bây giờ vẽ kiểu gì. Biên tập này, biên tập vẽ quá xấu. Vậy thôi cho qua đi. Đoán không được nữa là chửi á. Rất là đơn giản. Cái này đơn giản dữ lắm. Nghe là biết đơn giản. Thế nào ra mọi người. Rồi, vậy thôi dễ hiểu hơn. Một là cái mũi tên hay là cái nhà. Không được gợi ý nha. Cái nhà đi, mình đoán cái nhà đi. Cái nhà. Đúng rồi, chứ không lẽ tình yêu nào cái mũi tên. Này ông còn chơi thêm cái ông khói làm khó. Đâu ngu vậy vẽ ông khói. Em nghĩ là chị nên vẽ hai cái đó thôi. Gì mà búa xua luôn á. 10 9 8 7 6 5 4 Thua cái này, mình thua cái này đó. Thôi, bên này gợi ý rồi nè. Bên này gợi ý thôi. Hai trái tim. Nhưng ông mới nói gì. Mà cái này gọi là gì? Thì cái này gọi là hai trái tim bị xuyên thôi. Một mình chị chịu phạt thì em thấy nhục lắm. Thôi, em chịu chung với chị. Không, chịu Henry với bạn chịu phạt mà. Thì thôi cho tôi. Nghe mưu mô ấy. Không nha, cái dòng mạnh quá nó chát về nhau luôn, nó vui đó. 3, 2, 3 Ê. 2,5 này. Ôi trời. Wow. Hashtag hôm nay là gì ta? Ô, hôm nay chỉ có một cái hashtag thôi mọi người. Không, sao chúng ta sẽ giải mã từ từ chứ không đơn không. Giản chỉ nhiều có khi một nó cái. Là một cái hashtag mình phải giải mã từng chữ ở trong á. Cách lòng chỉ vì xa mặt. Người ta xa mặt thì cách lòng bữa nay chứ gì mà cách lòng chỉ vì xa mặt. Làm khó một chút để có mình có cái để nói. Giờ các chị em sẽ cùng giải mã cái hashtag đầu tiên. Cách lòng chỉ vì xa mặt. Thì có nghĩa là xa mặt cách lòng. Cái này em nghĩ là nói đến tình yêu. Mà cách lòng xa mặt chỉ có cái màn yêu xa thôi. Chủ đề đầu tiên của ngày hôm nay là yêu xa. Thì mọi người nghĩ sao về cái vấn đề yêu xa? Anh là người nước ngoài thì chắc chắn anh sẽ có những câu chuyện về tình cảm mà đại khái là yêu xa. Do it. Thì ngày xưa Henry cũng có quen một cái cô này là mới đầu thì ở cách xa nhau thì cũng không có xa lắm. Thì khoảng 100 cây số, nhưng mà ở bên Mỹ thì 100 cây số nó không là gì cả. Ban đầu thì hai đứa có thể một tuần gặp nhau hai ngày cuối tuần, thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà một năm sau đó thì Henry tốt nghiệp đại học. Khi mà tốt nghiệp đại học thì Henry phải dời cái nơi ở của mình qua một cái thành phố khác.
để mà làm ở cho sân bay á, làm quản lý ở trong sân bay. Nó sẽ xa hơn. Mới đầu là hai đứa ở cách nhau 1 tiếng, nhưng mà khi mà Henry rời đi thì bây giờ hai đứa ở cách nhau tới 3 tiếng rồi. Cho nên là không còn có thời gian để mà gặp nhau hàng tuần nữa, mà là tới là 2-3 tuần, 3 tuần, 4 tuần mới gặp nhau một lần. Nó xảy ra nhiều cái mâu thuẫn, tại vì hồi xưa hai đứa ở gần thì khi mà mình cãi nhau hay là gì đó, mình đứa này sách được, chạy xe lên tìm đứa kia, hoặc là đứa kia chạy xe tìm đứa này, nhưng mà bây giờ ở xa 3 tiếng đồng hồ thì cái chuyện nó là không thể. Nhưng mà em nghĩ 3 tiếng đồng hồ cũng chưa xa lắm. Đúng. Tại vì ngày xưa là hai đứa gặp nhau hàng tuần. Có nghĩa là gặp nhau hàng tuần mà có rất là nhiều thời gian, tại vì lúc đó Henry còn là học sinh đại học. Nhưng mà khi mình bắt đầu công việc rồi á thì mình không có thể gặp nhau nhiều nữa. Thì mấu chốt ở điểm này này. Bởi vì khi anh đang học đại học á, cái tình yêu lúc đấy nó vẫn còn là mới. Và sau này khi mà cả một khoảng thời gian anh học xong rồi, anh đi làm rồi, anh sẽ tiếp xúc được rất nhiều người khác. Và cái khoảng thời gian sau này là đã là thời gian đã yêu được một thời gian khá dài rồi, đúng không? Em thường thấy đàn ông yêu lâu nó hay bị nhạt. 3 tiếng để mà gặp nhau một tuần, nếu như đủ yêu nó quá là đơn giản, bởi vì em đã từng yêu xa. Đúng. Còn yêu đâu ai muốn rời xa, đúng không? Chẳng qua là anh đã hết yêu rồi, anh đừng đổ lỗi cho cái việc yêu xa. Em nghĩ là có thể anh với cả bạn ấy đã chưa thực sự hiểu nhau lắm và chưa thông cảm cho nhau về vấn đề về địa lý. Ý của Henry nói ở đây là mới đầu là gần, xong mà sau này xa nó một cái thay đổi lớn mới cho hai đứa. Mới đầu là mới yêu đó. No way. Thí dụ mình đi làm 1 tháng, mình vẫn ráng nghỉ 2-3 ngày để mà mình chạy xe 3 tiếng lên đó gặp cô ấy hoặc là cô ấy. Tại vì khi mà mình trưởng thành ở bên Mỹ nó không giống như ở Việt Nam. Có nghĩa là mình đi làm, mình đi làm về, mình có thời gian để mà mình đi đây đi đó hay ngồi la cà cùng bạn bè. Còn ở Mỹ là đi làm về là về tới nhà, xong rồi thay đồ dọn dẹp xong sáng lại đi làm tiếp. Cho nên cái việc gặp nhau nó là hạn chế. Ví dụ ngày xưa cãi nhau một cái, mình xách xe mình chạy lên mình tìm để xin lỗi. Còn bây giờ cãi nhau, nếu mà mình lấy xe mình chạy lên kia qua đêm mình gặp, sáng 6 giờ sáng mình phải có mặt ở trên đây để đi làm, thì mà cái công việc của Henry trễ 1 giây cũng không được nữa. Tại làm trong hàng không á là tất cả thời gian đều phải chính xác, không được sai 1 giây, không được trễ 1 giây, không được sớm 1 giây. Em đã từng yêu xa ít nhất là 2 lần, nhưng mà lần nào cũng có cái kết quả không được tốt cho lắm, tại vì là khoảng cách về địa lý, rồi là về cách hiểu nhau, rồi là nói chung là cái việc khoảng cách địa lý rất là quan trọng trong chuyện tình yêu. Mặc dù hai người rất là hiểu nhau nhưng mà khó có thể tin tưởng nhau nếu mà yêu nhau xa. Em nghĩ là trên nửa năm. Ít nhất là nửa năm là sẽ bắt đầu sẽ xảy ra những cái mối gọi là cãi nhau rồi không tin tưởng nhau á. Nhưng mà lúc đó là hai người là ở khoảng cách đâu xa? Em ở Việt Nam còn anh ở bên Mỹ. Cái đó mới là phải là xa đúng không? Vậy là sau nửa năm là quyết định dừng tình yêu xa lại. Lúc đầu tiên ấy chị rất là thích cái tình cảm yêu xa đấy, tại vì là nó không ảnh hưởng đến công việc của mình. Và mình vẫn tự do để làm mọi thứ, vẫn hoạt động nghệ thuật và không bị trói buộc vào cái gì hết. Nói chung lúc đấy cũng khá là mơ mộng. Sau đấy thì nửa năm kiểu mình cảm thấy là mình vẫn phải làm mọi thứ một mình á. Tức là cái cảm giác cái người đấy mang đến cho mình nó rất là thật, vẫn giống như là ở bên cạnh mình. Nhưng mà thực tế thì mình chỉ có một mình. Và khi mà mình gặp phải những cái khó khăn trong cuộc sống của mình ấy, thì mình phải giải quyết mọi thứ của mình. Nhưng có phải là yêu xa nó mang lại cho mình một cảm xúc rất đặc biệt? Rất là đặc biệt. Nó cho mình một cái gì đó mình nhớ nhung nhiều hơn. Mình mơ mộng và mình giống như mình ra ban công, mình ngồi mình nghĩ nhìn ra ngoài phố và mình nói bây giờ bên kia người ta đang làm. Đúng rồi, đúng rồi. Xong mình rất là mong chờ cái cảm xúc mà FaceTime với người ta kiểu hàng ngày luôn á. Em cũng yêu xa và cái cảm xúc yêu xa cực kỳ mãnh liệt hơn rất nhiều lần. Nó làm cho mình mù quáng. Đúng, love is so blind. Chính xác luôn. Đây, em yêu một anh Hàn Quốc. Và lúc đó em với ảnh gặp nhau trong một cái chuyến đi quay phim. Xong cuối cùng là em về, em mời ảnh về Việt Nam quay MV chung với em luôn. Xong anh vừa bay về Hàn Quốc, em bay ngay lập tức qua Hàn Quốc liền. Nhưng mà ảnh thì là người không có điều kiện, và người Hàn Quốc thì người ta kiểu như là người ta sợ là không có đủ điều kiện để lo cho người yêu. Thứ nhất, thứ hai là không có nói chuyện được, ảnh không biết nói tiếng Anh. Thế thì hai người làm nào thì kiểu emotion. Chính em là người nói. Em sẽ là người học tiếng Hàn để mình có thể giao tiếp được với nhau. Nhưng mà cuối cùng thì ảnh chọn biện pháp là ảnh mất tích. Đó là một cảm giác cực kỳ đau. Hashtag thứ hai là
sự nghiệp trên hết. Cái này cho em bình luận trước đi. Thời đại hiện đại, nếu mình không có sự nghiệp, mình không thể nào mà có thể tồn tại dễ dàng ở đây. Tại vì một con người mình sinh ra cần cái nguồn thu nhập và công việc để trang trải cuộc sống, ăn uống mỗi ngày. Nên thật ra nếu mà nói sự nghiệp không quan trọng là sai. Nhưng mà nếu mà nói mà sự nghiệp mà đem ra để so sánh với tình yêu thì nó là một cái so sánh không có hơi khập khiễng. Khập khiễng. Yeah. Tại vì nếu như mình biết cách mà mình cân bằng mọi cân bằng mọi thứ ấy, thì mình sẽ đạt được điều mình muốn là do mình. Không, nhưng thực ra cũng như anh Henry vừa mới chia sẻ đó, bởi vì anh ấy lại yêu trong cái thời điểm điểm mà anh vừa bước chân ra ngoài để đi làm, cho nên là cái này lại đúng đúng với hoàn cảnh của anh ấy. Cho nên là thực ra cái hashtag này đúng với tùy từng hoàn cảnh. Bản thân em đã từng chọn sự nghiệp, sự nghiệp là trên hết, bởi vì đã có một vài lần yêu và một vài lần có một người yêu của mình muốn cưới, nhưng mà em gạt hết đi và em chấp nhận chia tay để chọn sự nghiệp. Nhưng mà hai người đã yêu nhau đậm sâu chưa, hay lâu có hay chứ, là ngắn? Cũng phải là bằng năm bằng tháng thì mới có thể nói là muốn cưới nhau. Hoàn cảnh đó là mình đang ít tuổi, cho nên là mình sẽ không thể nào mà mình nghĩ là mình tin tưởng được một cái người yêu mình cũng đang ít tuổi như thế để mình bỏ hết sự nghiệp để mình theo người ta được. Thì cái đó có thể anh ấy hơi vội vàng quá. Không, thực ra không phải là vội vàng hay không mà là đủ yêu hay không. Nhưng mà em thì có thể là em chưa đủ yêu, em chọn sự nghiệp. Thì với em chọn sự nghiệp là trên hết. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì nếu như mà em gặp một người đủ để em rung động thì em sẽ chọn sự bình yên. Chị nghĩ chắc là người trước cũng chưa đủ làm cho em rung động nên là em vẫn hơn lý trí hơn. Không phải, bởi vì người trước chưa đủ cho em sự an toàn. Và cái người tiếp theo đến với em bây giờ để em rung động chắc chắn phải có sự an toàn trong đó. Mình cảm thấy bình yên thì mình mới dám, đúng không? Thì mình mới dám yêu rồi mới dám nghĩ sâu xa. Còn nếu không thì em vẫn chọn sự nghiệp. Cho có câu hỏi nhẹ thôi. Vậy tại sao mình không tìm hiểu nhau trước khi mình yêu để mất công phải đau khổ khi chia tay? Không, thực ra chị muốn rất là muốn yêu và cứ yêu là không cần phải nghĩ. Và lúc đó là tuổi trẻ, chúng ta đâu cần phải nghĩ nhiều là chúng ta sẽ có cái gì như nào đâu. Mình đó là cái duyên và mình có cảm xúc với người ta thì mình cứ yêu thôi. Còn không nghĩ sâu xa là sẽ đau khổ hay như nào, bởi vì đau khổ nó là một gia vị trong tình yêu mà. Và chúng ta khuyến khích là yêu nhưng vẫn đặt sự nghiệp trên hết. Cả nam cả nữ chứ không phải mỗi mình nam hay không? Vỗ tay. Bây giờ mình sẽ chuyển qua giải mã món ăn nha anh. Rồi. Dạ, thì cái tổng cái tiền ở trong đây bao nhiêu thì anh sẽ ghi vô cái phần màu vàng này. Rồi. Rồi cái này là cái anh ghi về cái ý kiến của anh về cái buổi ngày hôm nay, về đồ ăn, về câu chuyện hay gì ngắn gọn xúc tích. Thì mình sẽ có một phút để mình ghi xong thì cuối cùng mình tổng hợp lại. Ai mà cái phần màu vàng này ghi cái giá xa với cái giá thực tại thì đã trả tiền cái bữa ăn ngày hôm nay. Ok. Chị Ly, chị đó, bữa ăn hôm nay bao nhiêu? Ly nghĩ hôm nay là cái tổng món đồ ăn sẽ là 1 triệu. Và đồ ăn thì trình bày khá là đẹp mắt, khá là ngon. Cô dâu hôm nay vẫn chưa tìm được chồng, nhưng mà chắc chắn là tìm được giá trị của món ăn ngày hôm nay này. Đó chính là tôi thấy con người này là hơi chơi ăn gian rồi nè. Yêu cầu cho trả tiền liền luôn. Ủa? Người ta ghi nãy giờ người ta phát biểu rồi, giờ ổng mới ghi giá. Ủa nãy Ri nói là Ri đang ngồi tính mà. Ri đang ngồi tính mà, Ri đâu nghe mọi người nói gì đâu. Của Ri là 850k. Ui, 1 triệu 7 lần hả? Không, của em là 500 ngàn nha mọi người. Cá nhân mình thì mình thấy món ở đây rất là ngon và không khí ở đây rất là hiện đại và rất là hợp cho những ai có nhu cầu ăn uống kiểu nhanh gọn lẹ, kiểu vậy. Gia đình nói chung gia đình ăn cuốn và mình nghĩ ở đây khoảng 700. Không, mình nghĩ 500 thôi mọi người. Mình nghĩ là 1 triệu đây. Vì là có cả đồ uống nữa. Không, 4 triệu quả phải không? Anh hiểu tiếng Việt không? Biết nãy giờ ở đây, đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị, rau rất là tươi. Vì Henry thích ăn salad. Rất thực tế. Nhưng mà salad ở đây rất là ngon nha, rất rau tươi. Tổng cộng tất cả ở đây là 610.000. Chúc mừng cô dâu quá. Đây mời cô dâu trả tiền. Thôi nhưng mà nói gì nói thì cũng chúc mừng cô dâu, cảm ơn cô dâu đã đãi cái tiền này. Thôi chú dậy hụt đi ra chỗ khác để em nói chuyện. Vâng, và hôm nay thì Moon tuy là không tìm được chồng nhưng mà cũng có vinh dự là phải trả thêm tiền nữa mọi người ạ. 610.000.